Rồi, kính chào các bác. Thì trên tay em đây đang là cái con LG V60, và cái bản này nó không phải là bản T-Mobile như thường lệ em vẫn bán nhé. Nó không có cái số email ở cái dưới logo LG này đâu. Thì cái bản này nó là bản nào thì chắc các bác xem tiêu đề cũng biết rồi. Tí nữa em khởi động lại các bác biết ngay. Thì ở đây em sẽ khởi động lại luôn. Đây các bác. À, thì cái bản này nó là cái bản US. Đấy, thì cái bản này là nó rất là lâu rồi em mới gặp lại cái bản này nha các bác. Phải nói là từ thời con V20 ấy. Thì cái thời con V20 nó có rất nhiều cái bản này nhé. Đây các bác chờ chút. Tên nó đây này. Đấy. À, khởi động hơi lâu nhỉ. Đấy thì trong khi chờ nó khởi động ấy thì đây này. Đây cái bản US này. Secula. Đấy. Thì gọi tắt nó là US nha các bác. Thì cái bản này này nó phổ biến ở cái thời V20 ấy, chứ em từ thời con V30 trở lại đây em thấy là em chả gặp luôn, phải nói là em chưa gặp luôn, và bây giờ lên V60 này em mới gặp nhé. Thì chắc các bác cũng đang thắc mắc là không biết cái bản này thì nó có ngon như cỡ nào. Thì trong Mỹ ấy, thì là nó có nhiều nhà mạng như kiểu là T-Mobile này, AT&T này, Virgin này, xong rồi Sprint này, xong rồi là US này. Đấy, như có một số cái nhà mạng nhỏ lẻ nữa mà em cũng không biết. Đấy thì đối với em nhé, cái bản T-Mobile thì nó đương nhiên nó vẫn là bản ngon nhất, song sánh nó cũng ổn định nhất. Đấy, sau rồi đến AT&T thì cái bản này nó nằm ở vị trí nào? Thì như cái kinh nghiệm của em ấy thì là cái bản này nó sẽ nằm ở vị trí trên con B con bản Virgin nha các bác. Thì em cũng có tham khảo ý kiến của mấy cái bác mà làm phần mềm rồi rồi những anh em mà có kinh nghiệm về LG ấy, thì là các bác cũng bảo là cái bản này nó sẽ ngon hơn bản Virgin. Đấy, đặc biệt là về phần song sánh nhé. Đấy thì em truyền đạt lại thôi. Thực đấy thì các bác nào mà am hiểu hơn ấy, thì có thể là bình luận ở dưới bình luận cho em biết xem là nó như thế nào nhé. Còn em thấy là cái bản này nó rất là đặc biệt, cho nên em cũng đã cố tình là tháo nó ra, tháo cái máy này ra xem là nó cấu tạo như thế nào, xem là nó có khác gì không. Thì cuối clip em sẽ tháo máy ra cho các bác xem nhé. Còn bây giờ thì em sẽ test con máy này từng chi tiết một để cho các bác biết được là nó có bình thường hay không nhé. Rồi, thì trước tiên ạ, phải test về ngoại hình thôi. Thì ngoại hình con này nó em đánh giá nó tầm khoảng 99% nha các bác. Có một cái phần lắp lưng này này nó hơi xước xước một chút thôi. Đây. Một chút chút thôi. Đấy. Đấy. Còn tổng quan lại thì nó vẫn khá là đẹp nha các bác. Đấy. Chỗ này hơi trước thì phải đây. Không, chỗ này nó hơi bẩn bẩn thôi. Đấy, nói chung là cái lắp lưng thì nó có hơi sức phải phải, nhưng mà nó vẫn tổng quan nó vẫn còn rất đẹp nhé. Quan trọng là cái phần camera này các bạn này. Đấy. Thì cái camera này nó còn phải nói là rất là đẹp luôn đấy, nó gần như không xước ấy. Đương nhiên như có một hai vết lông mèo gì đấy, nhưng mà tổng thể lại thì nó không dính vào cái phần trung tâm camera, rồi nó cũng không nhìn rõ ấy. Đấy, nói chung là cái kính cam này còn dùng rất ngon nhé các bác. Ok. Đấy, thì em sẽ bóc luôn cái lớp lưng này ra luôn này. Đấy, em bóc rồi. Đấy, để cuối clip em sẽ tháo máy cho các bác. Đấy, trước tiên là cái phần cạnh dưới này. Đấy, vì phần cạnh dưới này còn rất là ngon nha các bác. Cái cổng sạc này và cổng 3.5 này gần như chưa xước tí nào nha các bác. Và nó không xước tí nào luôn đấy. Đó. Rồi, đây là cái cạnh trái đây. Cạnh trái cũng thế, không xước tí nào luôn nha các bác. Đây. À, đây có một chấm chấm bé tí nữa đấy ạ. Không biết các bác có nhìn thấy không? Đây này. À, đây rồi. Khó nhìn lắm các bạn, nói chung là coi như không có cũng được tại vì nó bé lắm, nhìn mắt thường mới thấy chứ bác nhìn qua camera này các bạn không thấy. Đấy, cho bác nhìn một lượt. Đấy thì cái cạnh trái này cũng còn rất là đẹp nha các bác. Thì đây ở cái cạnh trên này này, cạnh trên này thì cái khay sim nó bị xước nha các bác, nó bị chấm một nốt đây. Thì em sẽ thay luôn cái khay sim khác cho các bác. Đây, cái khay sim gốc của nó đây. Thì cái khay sim gốc nó còn ngon nhé, nó chưa bị đứt gãy. Thì em sẽ thay bằng cái sim nó bị gãy một chút ở đây này. Nhưng mà nó không sao nhé các bác, nó không dùng nó không ảnh hưởng gì ấy. Quan trọng là cái phần mặt trước mặt mặt ngoài này này nó không bị xước. Đấy, cho nên dùng cho nó đẹp thôi. Đấy. Ok các bác, cắm luôn sim vào, test luôn. Đấy thì tổng quan đấy, thay vào thì cho nó đẹp thôi các bác, chứ xước thì các bác tự chê. Đấy rồi, ok, đây có một cái vết xước bé tí tẹo tẹo nữa mà em nghĩ là các bạn không nhìn thấy nữa.
chỗ này, đây đây đây, đấy, rất là bé thôi. Hãy có sao thì nói thế. Rồi cạnh phải đây, cạnh phải thì không xước tí nào nha các bác, phải rất là đẹp, không xước tí nào luôn. Rồi thì cái mặt trước này ấy, là họ đã cái chủ cũ ấy, người ta đã dán một cái miếng cường lực lên đây rồi, cho nên em cũng chưa chưa không muốn bóc nó ra ấy. Thì em nhìn tổng quan thì là cái mặt trước này này là còn còn rất là đẹp nha các bác, chắc chắn sẽ có một hai vết lông mèo thôi nhưng mà nó rất là bé, các bác không phải lo nhé, còn rất là đẹp, mặt trước này còn rất là đẹp nhé. Đấy, kính cao và thứ còn rất là nét. Đấy, nói chung là cái con máy này là con máy đẹp và em đánh giá nó khoảng tầm 99% nhé, các bác yên tâm. Sau này các bác mà mua được cái miếng cường lực của nó thì các bác có thể lột cái này ra, hoặc không thì cứ để im vậy dùng cũng được. À, cái miếng cường lực này không, nó không phải là miếng cường lực của con B60 này nha các bác. Đây các bác nhìn này, nó bị thừa ở góc này, thừa góc này, đấy, thừa góc trên này, đấy nó bị thừa. Nói chung con cường lực này là không không ngon, nó không phải dành cho B60. Rồi đấy thì về ngoại hình là con này là đẹp nha các bác. Em sẽ test tất cả chức năng cho các bác nhé. Trước tiên là cắm cái PC này. Đó, nhận bình thường nhé. Rồi. À, con này còn L1 nha các bác. Đây, con này còn L1 này. Rồi. Cắm cái tai nghe cho các bác xem nó có nhận 50 ohm không. Đấy, nhận 50 ohm bình thường nha các bác. Rồi. Đấy và bây giờ em sẽ cắm cái sạc. Cắm cái sạc và để xem nó có lên pin không nha các bác. Thì đây nó là 59% pin này. Đây, em sẽ cắm sạc luôn. Đây, xem nhận sạc nhanh không. Đây, nhận sạc nhanh bình thường nha các bác. Đấy, và cứ để thôi, em vừa test em vừa để cắm sạc xem nó có lên pin không nha các bác. Đấy thì đi đây, cái wifi con này dùng bình thường nha, có wifi bình thường này. Đấy, em sẽ tắt cái wifi đi. Đấy, và nhận sim bình thường nhá, đang là e nhưng mà em sẽ gọi điện xem là nó như nào. Đấy, tiếp cận bình thường nhé các bạn. Rồi, ok. Xem nó lên được 4G không nào. Đây, nó vẫn lên 4G bình thường nha các bạn. Đây, nó chỉ có một vạch thôi. Thì cũng như những cái con T-Mobile em hay dùng thôi, nó cũng chỉ được một vạch chỗ này thôi. À, sao mà ấy thế nhỉ? Đó, rồi, ok. Thì sim sóng con này bình thường nhé các bạn. Rồi, em sẽ vào mấy cái chức năng nữa. Đây, dấu vân tay bình thường nha các bác. Đây, và con này để xem nó chạy Android mấy. Thế đây, con này nó đang chạy Android 12 rồi. Và các bác nhìn thấy thế này, nó có rất nhiều những thông số ở đây, email này, rồi cả thông số hack, cái deck này, thứ đúng đúng. Thì cái mấy thông số này thì em cũng không không quan tâm, nhưng mà cái số em chỉ quan tâm cái số email và số số series này thôi. Thì như cái phần mềm số model này này, nó có cái đuôi là TM thì các bác cứ nghĩ nó là bản T-Mobile đúng không, nhưng không phải nhé. Em tra rồi đây, thì đây nó là cái bản này này. Đấy, nó là bản này này, là bản UKL này này. Đấy, đấy, model thì vẫn là TM nhưng mà cái vùng miền thì nó vẫn là UKL này. Đấy, thì con này là hoàn toàn là máy zin nhé, không phải là dựng theo kiểu là kiểu chạy từ ra ngoài sang khác đấy, hoàn toàn là máy zin hết nhé các bác. Đấy, rồi ok. Rồi, em sẽ vào trong cái phần menu ẩn như nào. 6008. Rồi, test mấy cái phần này. Trước tiên là test cái cả bên tiếp cận này, cả bên ánh sáng này, bình thường này. Nút bấm này. Rồi, bình thường hết nhé. Chuông này. Rung này. Rung rất mạnh nhé. Con quay hồi chuyển này bình thường hết nhé. Rồi, test bốn cái mic, quan trọng là mấy cái mic này. Thì mic đây là mic dưới này. Ok nhé. Trên này. Ok nhé các bác. Mic bên hông này. Ok nhé các bác. Rồi mic ở camera này. Ok các bác. Thì bốn cái mic này đều bình thường hết nha các bác. Ngon. Và test cái cảm ứng luôn. Thực ra thì những cái này em test hết rồi. Em test demo lại cho các bác để các bác yên tâm thôi.
Rồi, ok. Thì con này áp suất sẽ không còn đâu nha các bác. Em sẽ không làm áp suất con này. Đây. Cái mid info đây thì cái IMPL con này bằng 1 nha các bác, cho nên nó không phải là chạy tùng lung được bản đâu. IMEI đây. Và battery thì sẽ bằng không thôi, tại vì nãy em tháo cái jack pin ra rồi. Đây cái lời cái màn hình đây. Thì cái màn hình con này là còn đẹp nhá, không không bị lưu ảnh gì đâu. Tuy nhiên thì con này cũng như bao con khác thôi nhá. Nó hơi bị, có nghĩa là cái phần trên này này, cái phần trên này này, cái phần trên nó sẽ hơi ám vàng hơn so với dưới một chút, nó hơi vàng hơn một chút nha các bác. Em thấy là test rất nhiều con V60 nó đều có cái trạng thái đấy, cho nên là em cũng không không đánh giá nó là bị lỗi nha các bác. Nó chỉ là nhìn mắt thường các bác sẽ thấy hơi hơi như vậy, còn nếu mà nhìn qua camera thì các bác có thể không nhìn thấy gì, không biết được đấy. Thì có như vậy thì em sẽ báo như vậy nha các bác. Và em test rất nhiều con V60 để nó đa số là bị như vậy hết đấy, cho nên em đánh giá nó là bình thường nha các bác. Và mình còn rất đẹp. Đấy, tất cả các thứ còn rất đẹp nha các bác. Rồi, ok. Đấy thì ok các bác, em sẽ test cái phần phần tai xi này. Đây nó nhận sạc bình thường, nhưng mà tại vì em vừa vừa check vừa sạc thì nó lên chậm lắm. Cái tại vì các bác biết rồi đấy, em đang dùng cái củ sạc này là củ sạc 18W bình thường của LG thôi, cho nên là nó lên sẽ chậm thôi. Và các bác biết rồi đấy, con V60 thì nó sạc hơi chậm. Rồi, ok. Đấy thì trong quá trình để nó sang một tí nữa nhé, trong cái gì đấy em sẽ tháo cái máy ra, tháo dần ra để xem là nó có lên lên pin nữa không nhé. Đang là 59%, nãy nó xuống 58, xong rồi sạc à quên, test một lúc thì nó xuống 58, xong rồi dần dần nó lên 59. Đấy thì dần dần nó sẽ lên nữa thôi. Đấy, và giờ em sẽ tháo cái máy hẳn ra, em còn cái gì test nữa không nhớ bao nhiêu nhỉ, em cũng chả thấy còn cái gì test nữa đâu, hết rồi. Rồi, ok. Và chờ chút nhé, em xem là nó có lên pin không nào. Đấy, vẫn chưa thấy lên pin. Đấy. Em sẽ ngồi đợi một phút nữa các bác. Đấy. Đợi một phút nữa các bác. Để xem nó có lên pin bình thường không, để các bác biết nói là sợ là các bác bảo là con máy này nó bị lỗi, nó bị lỏng chân sạc gì đấy. Con này tại em thấy chân sạc nó còn rất là ngon nhé, nó không bị lỏng đâu. Em thấy nó còn chắc chắn lắm. Dùng ngon. Đấy thì em đang chờ nó một chút nữa. Đấy thì quên cũng chưa nói là con máy này em sẽ bán với giá là 4 triệu 2 nhé các bác, 1 triệu 2 thôi. Không thấy lên các bạn. Đây, trong lúc đấy em sẽ cắm một cái cáp sạc ngon vào nữa xem thế nào. Đây thì em có một cái củ sạc gọi là củ sạc Samsung này này. Đây nếu như mà bác nào muốn mua thêm cái bộ sạc này nữa thì nó sẽ phải cộng thêm 200 nghìn nữa cho các bác. Thì cái bộ sạc này còn khá là ngon nhé. Tuy nó không phải là xịn hẳn, nhưng mà đương nhiên nó không phải hàng giả, nhưng mà nó không phải là hàng xịn hẳn như kiểu là cái mấy cái củ của Bế Ớt các thứ ấy, thì nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà củ Bế Ớt thì giá đắt 3 triệu, à quên 350 cơ, thì con này vẫn là hàng ngon nhé, nhưng mà nó chỉ có 25W thôi. Đấy, em sẽ cắm thử cho các bác xem. Ô, cắm củ sạc kia lâu lên thật các bạn, nóng nóng củ sạc rồi mà không thấy lên. Trong lúc đấy em chờ cắm củ này đi. À vẫn lên được nha các bác, lên đấy nhá. Cái con kể cả cái củ kia vẫn lên đấy, nhưng mà chẳng qua nó chậm thôi. Đấy thì em sẽ cắm củ này để em chờ một lúc xem nào. Đang 60, con kia lên 60 rồi đấy nha các bác. Đấy em sẽ chờ một tí, tại vì cái chân sạc của con V60 này nó rất là quan trọng, nhiều bác rất là quan tâm nó, cho nên là em phải bắt buộc phải test cho nó kỹ để các bác biết được là nó bình thường. Đấy nhiều bác về về nhà ấy, lại bảo là em cắm sạc nó không lên, rồi các bác chạy em bảo sao máy lỗi thế mà gửi cho mình, thì nó rất là khó nói đấy. Tại vì các bác biết rồi đấy, những cái chân sạc như kiểu này này, các bác về nhà cái những cái chân sạc cũ của các bác ấy nó đã cũ rồi, các bác dùng nhiều nó mòn rồi ấy. Mà trong khi đó con V60 nó lại có cái tiền sử cái bệnh mà lọc chân sạc nữa, cho nên là khi mà dùng với những cái củ sạc cũ của các bác ấy, nó hay bị cái hiện tượng là nó chậm lên là một, hoặc là nó không không nhận sạc luôn, hoặc không vào sạc luôn đấy, cho nên nó khó khăn ra. Và nhiều khi là anh em lại phải đi mua cái bộ sạc mới, và nhiều khi anh em mua toàn bộ ở đâu ấy, cho nên là về không dùng được, cho nên là toàn trách em thôi đấy, thì cũng nó hơi khó nói đấy, cho nên phải bắt buộc phải test cái này đấy. Đấy con này nó hơi chậm này, rồi sẽ vào phần này. Thôi, em để đây đi.
chờ test tí nữa, 60% rồi. Đấy, ôi trời ơi, ngồi tự nhiên test. Để em sẽ tạm dừng cái clip một tí nhé. Em sẽ cho nó khoảng tầm 5 phút đi. Thì bây giờ nó là, để đây nào. Đây, để đây. Bây giờ nó là bao nhiêu thời gian? Bây giờ nó là 18:01 nhá. Đấy, tí nữa em sẽ để 5 phút tầm 18:05 đi. À 06 đây, thì em sẽ quay lại. Rồi các bác, thì nó được 5 phút rồi đây. Em sẽ thử xem là nó lên được bao nhiêu phần trăm. Đấy, thì nó lên bình thường nha các bác. Đây, lên được 63% rồi. Chẳng qua là nãy em cứ sáng mình hoài thì nó không lên thôi. Nó lên thử nha, bình thường. Ok. Đó, bây giờ thì em sẽ tháo cái máy này ra. Tại vì cũng chả còn gì để test nữa. Tắt nguồn nó đi nào. Ok các bác. Để xem cho các bác xem cái nội thất của con này nó như thế nào. Xem còn ốc nào đâu nhỉ, hết rồi đấy. Thì trước đây em cũng lúc nãy em cũng tháo rồi đấy, cho nên là cái vân tay em vẫn còn để đây này. Tháo chết cho các bác. Ok, các linh kiện còn rất là mới nha các bác. À, cái con V60 này là cái main nó khá khó tháo nhá, không không như cái đời, không như mấy con V50. V50 tháo dễ lắm, V60 hơi khó tháo chút. Rồi ok các bác, đây hơi bẩn, em lau đi. Đây thì các bác, cái main này thì còn ngon nhé, tại vì những cái lồng, các lồng bảo vệ này nó còn nguyên vẹn, nó chưa bị đụng chạm gì cả. Đấy, bên này thì còn rất là mới đây. Đấy. Ok các bác nhé, cái con này main này thì ngon rồi, không phải sợ. Đây và cái miếng tản nhiệt này vẫn còn nhé. Đấy, vẫn còn bình thường nhé. Đấy, cục pin này, em thấy cục pin này còn rất là mới này. Cục pin này còn rất là cứng cáp và mới, em thấy nó date là 20 này. Đấy, rất là mới luôn. Đấy, không còn gì nữa. Chết, chết nó không nhỉ. Ồ, hết rồi. Đấy, ok các bác, thì những cái linh kiện trong này nó em thấy là nó cũng chả khác gì với cái bản T-Mobile các bạn, nó cũng y chang à. Nó chả thấy cái điểm gì khác biệt hay là nó có ký hiệu gì đặc biệt cả, ký hiệu gì riêng cả. Đấy. Đấy, cho nên nó cũng, cũng cũng như bao cái bên khác thôi, không sao cả, chưa bị đụng chạm là được rồi. Ok các bác, thì đấy, cái con máy này em đang bán là 4 triệu 2 nhé các bác. Cần bộ jack thì nó sẽ là 4 triệu 4 nhé các bác. À, các bác nào mà thích cái này thì liên lạc em ở cái góc, cái số điện thoại ở góc màn hình này nhá. Rồi ok, chào các bác.